nghĩa là các đại Bồ Tát biết như thật tùy miên ý ưa muốn và cũng biết nhân quả ấy của các hữu tình nơi địa ngục, biết rồi dùng phương tiện ngăn chặn con đường đưa đến cảnh giới ấy. Cũng biết như thật tùy miên ý ưa muốn và nhân quả của bàng sanh, ngạ quỷ, các loài rồng, dược xoa, atula, vân vân, biết rồi dùng phương tiện ngăn chặn con đường đưa đến cảnh giới ấy. Cũng biết như thật tùy miên ý ưa muốn của loài người trời dục giới cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, biết rồi dùng phương tiện ngăn chặn con đường đưa đến cảnh giới ấy. Cũng biết như thật bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo và nhân quả ấy. Cũng biết như thật bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và nhân quả ấy. Cũng biết như thật pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện và nhân quả ấy. Cũng biết như thật tám giải thoát cho đến mười biến xứ và nhân quả ấy. Cũng biết như thật thánh đế khổ tập diệt đạo và nhân quả ấy. Cũng biết như thật sáu pháp ba la mật đa và nhân quả ấy. Cũng biết như thật pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không và nhân quả ấy. Cũng biết như thật trần như cho đến cảnh giới bất tư nghị và nhân quả ấy. Cũng biết như thật tịnh quán địa cho đến Như Lai địa và nhân quả ấy.